Lâu xin chào tất cả anh em đến quay lại kênh của mình nhá. Này chúng ta sẽ tiếp tục đi chơi từ từ lấy. Rồi, let's go. Tù à? Ừ, dính nước ngọt nữa, thằng nào ngồi đây uống nước ngọt nữa. Chuyển qua cắt linh em, cắt linh còn 10 trận đấy, 10 trận R ấy. Lạch được không? Đánh thế nào nổi? Cầm ba con này đối đầu với Sugar. Ui, có thằng nào cầm mưa miếng hát hóa này. Ui, con lợn cầm mưa miếng hát hóa này. Vừa, mẹ hào về đấy. Dạ, tính thượng vào người sơ mồm. Một
đó là nhanh chết không mà. Đấm được có 1-2 cú là chết mà. Úi giời, từ ca phá thủ à. Hơi giòn đấy. Nó có cái lõi ốc kinh nghiệm mà. Nó sao không? Ở đấy nó có lõi kinh nghiệm mà.
Camera mình đâu mất rồi nhỉ? Ui vãi đái, kéo ra mẹ rồi đó. À đây đây đây. Ui trời má, như dạng ngứa luôn. Thank you.
là trước giờ út táo ra nó chữa rồi. Để kéo qua cả xã Trăng với thế. Ai con 40 máu rồi à? Ừ. Được. 40 máu rồi à? Cũng căng. Không được con nào của nó luôn. Bao nhiêu ta đây? Ừ. Đi ra đánh đâu. Lòng cả bên xe nó đánh á, chứ nó không AFK đâu. Ui, khả nào thi sang đấy. Thi sờ phu à. Ui, giàu thế. Vậy là chắc là... Huyện Long hải tặc rồi. Liên tục đấy. Cô gắt kìa. Đâu mà thích liên tục này. Thằng nào đây? Super thích rồi. Thích liên tục cái hình dưới. Không sao đi. Ừ, có xu. Mãi
không chuyển nợ. Tính ra anh về đứng ra, nó ra hay là có là ai rồi đúng không? Không cần đấy. Không có gì. Thôi, bớt xét được. Không thì. Bớt dù. Giờ người kia còn đi phải chứng giả đó. Nó kể cho người ta tin quá. Không nổi luôn. Nó kêu về ai có mà đi đi. Nó kể cho người ta tin quá. Nó kêu mình coi được tắt hơi luôn. Please decide my path.
Nghe cũng hợp lý đấy.
bạn dùng đi, dùng bò sù tạt mỗi tháng. Nghe hợp lý đấy. Không, bán thì qua tầm này còn lúc ít nữa bắt đầu lạch rồi đấy. Hai đầu khe nhau à? Đi rồi. Phải chơi game chó đỏ quá. Có một chơi game chó đỏ. Nó 10 mình cũng 10 thôi. Ra đây này. Lúc kia còn cho gỡ thoát ra đi, trong đấy cái gì? Ô, bên đường kia phải thay nữa chứ. Mà nè, anh ơi, lấy em nó khay cả kiểu rồi. Mua nào không nhận nó khay thử. Nó cho đỏ thì hay chứ. Em đi gọi cái những phần đường mà đỏ đen thôi. Chỉ nó một phần đường mà đỏ đen thôi luôn. Level 7 thấy nó sách bố rồng chí mùa long các kiểu đấm này. Xong chưa? 1.7 đô. Bố. Sửa kênh nào? Sửa mà kênh, cái kênh dài hạn với cái kênh dài hạn giờ sửa luôn à? Sao đấy? Nó thay đổi liên tục đấy.
Thế là sửa trên cái Meta Profile hay sao? Cái cá nhân không cần phải sửa gì. Đoạn. Hả? Ý là cái cá nhân không phải đổi gì, đổi cái kênh mấy kênh mình nhận dài hạn thôi đúng không? Bỏ cái hạn cái cá nhân sắp tới gặp vậy. Mô tả phải xóa không? Ý là mô tả phải xóa không ta? Mô tả xóa không? Là nó không xét được này đoạn đâu, nó lưu được này, không xét được này, hay không dùng này à? Ừ, má. Tên tiếng Anh mà chúng ta quên. Tên tiếng Anh quên hải quên tí gì căng. Đó, không được, không được, không chết được. Không thể xử lý ông bàn lắm.
Chị sửa lại tiêu đề. Sửa lại đó, rồi đi sửa lại đó. Sửa lại, sửa thung luôn à? Không thung thì mới kệ. Không bằng bình thường quá. Lúc kia spam thung hơi nhiều đó, lúc kia nha. Thung gì đây nhỉ? Cái thung á. Cái thung á? Ở spam, ông lấy cái hình ông ghi thăng 1, thăng 2, thăng 3, thăng 4, thăng 5, thăng 6, thăng 7, thăng 8, thăng 9, thăng 10. Không nói cái gì lúc kia undermine. À, không phải, on the stream. Ờ, cái thung neo á. Tính sửa chốt ghép cái gì vô. Ý là sửa từ đầu luôn, sửa ở đây xin. Để con coi. Thì dừng đấy, không muốn dừng nữa thì dừng đấy, như mọi ngày thôi. Bọn nó đã có kênh đâu mà sửa. À, mấy cái like của cái Meta Profile mày gửi cho bọn tao á hả? Ủa? À, cái hashtag không được quá dài, bảo sao? Cái hashtag không được nhiều quá. Ờ. Kệ nó còn video mà đây xóa nó không đủ 500 ký tự này. Đây. Đấy. Thế là đến 3 tập thôi đúng không? 8 mình đó. 4. Bằng ở đây đây, hải sản. Trần trâu đi. Hải sản nó chụp kêu.
một thằng với một chiếc thằng buồn chịu đấu quá, thải thải thì thải hai triệu không được. Ok, má mình làm cái kia nó còn gì hạn chế cái gì hết luôn này. Nói đi đừng sợ em. Hả? Nói đi đừng sợ, sao? Cái content này yếu mà. Đó là một đoạn vào rước. Hãy đi, hãy không biết. Bộ mà em tăng kênh nào mà đổ content? Kênh nào? Em đăng kênh nào đấy? Kênh nào đó? Ủa, thì vừa em bảo là cái Liên Minh nó bị hạn chế cái tiền, vậy em like kênh nào? Cái ba cái kênh thằng đoàn nó gửi hả? Đó, thì có kênh... Kênh nào? Ủa, đã like kênh ngắn hạn đâu? Ê, chừng nào có like ngắn hạn á, đổi con tên. Thì... Đổi hạn chế. Nó, mình kiếm tiền có phải từ quảng cáo đâu? Bữa anh Tom, bữa anh hỏi anh Tom cũng vậy rồi, em bảo không cần quan tâm. Được thì tốt, không được thì thôi, cứ như cái anh bảo, anh Tom anh bảo đâu kiếm tiền bằng quảng cáo đâu. Cái gì ra đó? Kiểu như... Không, chứ thì nó gì ra đó. Giờ nói sao cũng là cũng chịu. Không gì ta lấy gì thôi. Ý là kiểu như đổ view đổ đồ vào một số cái video ấy. Đấy. Nói chung là không kiếm, kiểu như không chủ yếu bằng quảng cáo. Có thì tốt chứ, rõ ràng thì có là tốt. Ăn từ đời nào rồi. Không bút, hết bút rồi đó, làm gì làm đi thế. Làm gì rồi đi, không bút rồi đó. Chứ có gặp đâu. Đó. Đi cắt tóc rồi. Thôi, nghỉ lúc đi em, đang làm cái này chứ. Đây này, chữ pass view này thấy không? Chữ pass mật khẩu. Thôi, đặt tên xong mấy cái này xin phép đi ngủ cho Tân ngủ chơi với mình. Mà chết mẹ tỉnh ma tái giờ đi làm. Hai cả má mật khẩu ạ. Đi là bắt bé đã đẹp ạ. Không sao đâu Tân. Ai rồi có sai lầm. Sao không em? Ngồi đợi cho xong chứ vô gì. Để gì?
đúng làm đầy đủ đấy. Nhiều công lý đọc nội dung lên tí rõ ràng rồi hình ABC các kiểu đi. Rồi cứ bị sơ sài luôn. Đó là sự may mắn là sự tính toán. Sức mạnh của sự tính toán là may mắn. Bỏ kê. Nếu mà ta chơi game dùng cái đầu. Cái đầu thì nhưng mà đầu em đầu mày lấy đi. Anh dùng đầu dưới vàng đầu em. Sau này chơi là một dạng hắn lâu lắm. Từ Đàn ơi, ngồi, Đàn ơi, ngồi đây đợi đăng nhập tăng cái Meta Profile đấy. Cái này sửa sau. Của mày chưa xong để đăng nhập xong mày cứ vô cái này đi, tao sửa trước cái này đi, cắt tóc tí vô lại kia tao sửa tiếp. Anh đo con kênh không? Anh đo không có nhìn kênh được không? Anh đang có 4 kênh nữa. Thế đang có 4 kênh nữa mà được không? Anh nhìn kênh được không? Được nhìn 2 kênh được không? 2 kênh là 4 video một ngày. Một kênh là bao nhiêu video một ngày? Một kênh 2 video. Mua một video bao nhiêu tiền? Video chỉ 15 phút. Một điểm là phục ở hai bên đường kia. Đúng rồi. Hai bên đường kia. Mình đánh đến bên đúng không? Mà ra đều hàng ngày á. Là tháng kênh 60 video á. Làm được không? Được. Một tháng 60 video. Xin chào. Video thì phung các kiểu. Như vụ này đang làm này. Mà em đang tìm bản phá. Nhưng mà đang làm không. Sau khi pha bị bản quyền không chơi được. Em thấy đối với si có má. Đối với si có là team FIFA đấy. Nó bằng tiền cái nhạc mà. Nhưng mà sếp nói sao thì biết. Thôi nó bằng cái nhạc nhưng mà tắt cái nhạc rồi được má. Tắt nhạc rồi được má. Thì biết rồi. Cái đấy biết rồi nhưng mà bác sĩ sao xin đạo thì vậy. Vậy mọi người ngại nhá. Nhưng mà bằng tiền đấy đâu. Chứ không bằng tiền nhạc đó. Là tiếng gọi cái nào phải là kìa. Thì là em khác. Tự tính. Nếu muốn đánh bon sơ, đánh con đối thủ. Thì em có đối thủ thì lẽ là nó bắt chào cái thằng Thái đâu. Đánh đi. Đánh đi. Đưa một bên là thách đấu không, đánh lại. Bắt cái gì? Đưa tiền cho nó chứ không bao giờ đánh. Đưa tiền cho nó thì không đánh được. Mà gì đâu mà kêu mày thách đấu không mà ra cái em anh. Chơi nhận được hết hàng mà. Không, nó 2 team mà, mình chưa team rồi. Team cũ á, team cũ thì mình đánh được. Bác là bà anh ơi. Tiên cũ không vui lên chiến thắng rồi, tiên mới. Đúng không? Trời ơi, bắt keo đấy. Đồ... Cái gì cho nó chứ? Hả? Anh mới dũng thông á, mà làm dục vị trí đôi mình. Mà người học thông làm dục vị trí đôi mình. Học thông, ai làm gì học thông? Đúng rồi. Đâu hài, đôi mình đi xuống thôi, mới vì trở lại gặp một tấn rồi. Thà cho dũng thông thì được. Thì dũng đó. Học thông. Anh có ngồi dưới không nhưng mà nó không có chuyện gì không? Ờ, thật ra tớ bên mình ngồi mà. Thế là... Mình thân với người chỗ. Mẹ, mẹ cho bay. Lên cái đồ hỏa gì đấy bay. Thế là mang đồ hỏa ấy. Thế là mặc lên. Đó, đừng mặc đồ hỏa như này. Thì Thank you.
sáng mình đi dưới đây. Chắc phải lắc thế. Nó vào không được ta. Ai? Từ từ chạy. Cái gì đây? Đóng quay. Đóng quay. Quay lại bằng cái bốt. Mẹ nó. Đoàn đâu ra? Nó bị gì rồi? Mẹ được bình yên gặp rồi. Không, của anh nó bị trắng luôn này rồi. Em bị lỗi giống như rồi. Đoàn nó bị dưới không? Vô lại tao gái nó bị trắng cái này rồi. Anh có 3 kênh để ra nhận thêm không? Anh nhận thêm tên cho thêm không? Từ từ, nó bị trắng này. Có 3 kênh dài hạn này. Cân thở ra. Nó bảo đi đưa em cân nhá. Kênh dài hạn chứ. Hả? Kênh dài hạn chứ. Dài hạn. Cái này, em làm Hùng. Em làm mà được như này thì em mới đưa. Có hùng có đồ thì có thùng các kiểu được như này em mới đưa. Có là đi xem bộ khung này à? Mà làm đang để có khung như này. Làm thằng tự tìm hiểu. Có đồ sao? À, đồ. Không biết. Kêu hỏi anh chị đây. Cũng hỏng đúng không? Ma sẽ cờ sang đây. Để một khóa đi ăn trộm. Để lại kiểm thêm tiền sẵn của cái nghèo quá. Mới là không thầm luôn mà. Đi làm 3 tiếng buổi tối là được ra đã rồi. Đi ra uống trà sữa 3 tiếng rồi. Tao uống trà sữa mấy triệu bạc. Hôm qua anh uống trà sữa mà thấy nó mặn nữa. Thấy nó họ. Còn anh lớn quá mà, đúng rồi, vui. Anh em đánh kiểu lâu mới có tiền. Khó, em nói nó mời vô em đây nói nó đánh 1-2 nghìn thôi. Em còn nói lắm á. Biết anh em thua rồi nên đánh 1-2 nghìn rồi. Đánh 1-2 nghìn nó được nhanh lâu. Khó, em nói biết. Sao đánh nó căng thẳng như thế này. Mời vô em còn nói lắm á. Vừa qua em nói lại một cái thôi mà nó cù đạp cũng chịu rồi mà cù nữa chịu cho anh chịu thôi chứ cũng đánh đến đó phải đánh đó chứ đánh đến đó mới đánh đó đó đánh nữa ai chung chung đi rồi các kiểu đi hết rồi chiều cờ bao giờ nó lại đi anh ấy ngủ là chiều bao giờ lại rồi chiều tối đùm mà thì cái chương trình mới đấy. Chạy hết hát tất cả là mua cả thôi. Chạy lại hết tiêu đề đồ các thứ chạy lại hết. Chạy lại hết chưa không? Thì bây giờ mua cái hát tất để cho mua cả đi. Không để luôn. Thích thì để không thích thì để nhưng chủ yếu là phải thêm thẻ ở cái phần. Thẻ ra là mình xóa không để hát tất. Hát tất là để dưới cái chỗ. Anh để vừa hướng phải anh nhờ dung hãm lên anh thế. Hả? Phải dùng hai màn hình à? Xong thì mình kia. Em đi. Để mình vô kia, mình vô tới đây thì ha, mà đi. Đã nó. Quá là thử lý cho một màn hình vợ đo đo ai. Mà kia nó không đơn giản. Mà thay những cái vô thể đâu. Mà biết cái ẹt đi. Xong rồi mà thấy ra cái đây là cái ẹt. Cầm con đi ghi tiền vét, cầm mời nó chúi nào. Nhìn thấy rồi. Đấy, cầm con lý trên gác nào, mời cô chúng cái nào. Ủa ra, để anh giúp cô chúng cái nào. Mày cầm cái ghế, đừng có bị cản thôi, xong rồi mới chạy. Mà bảo con thằng mới vậy, để xuống cái tài liệu ra. Chứ bây gọi ai chạy nhanh lắm. Gọi ai virus chạy nhanh lắm. Chạy chứ, lại chi thì chết, lại chi. Lại đừng bên chi. Má, mà đi cũng cực lực rộng đấy mày. Mình dùng cái chi thì chết là như bé. Cái lâu mà anh chắc không biết nữa.
Tiếp theo. Bye anh em nhá.